toàn cầu hóa, giàu lịch sử, hướng tới tương lai và cam kết đạt thành tích xuất sắc. Khuôn viên xanh tươi, đội ngũ giảng viên nổi tiếng quốc tế tọa lạc ngay giữa thủ đô thành phố. Đó chính là Đại học Độc lập Chính trị Đài Loan NCCU. Tại Đài Loan, NCCU dẫn đầu về đào tạo chuyên ngành nhân văn, khoa học, xã hội và kinh doanh. Tính đa dạng là thế mạnh của chúng tôi. Các lớp học có các sinh viên đến từ hơn 20 quốc gia là điều thường thấy ở NCCU. Cùng với đó là các hoạt động trao đổi ý tưởng, quan điểm và tầm nhìn sẽ không ngừng diễn ra. Đó chính là điều bạn không bao giờ trải nghiệm được nếu học ở nhà. Tính là NCCU.